Lên đây bên đấy để cho mình đi đi. Đợi chị học đi đi. Nhiều mụn không? Mình ghê chắc ít lắm. Con này mình chờ luôn à? Hay rằng cô này mình chờ hay rằng cô bên đi đây với ai? Đau không con? Cố gắng nghe. Chứ không đau là khó rồi đó. Hơn hết cái này cái là em đáo hạn là em ấy qua hợp đồng của em à. Ừ, là em vô bên với khách đó chị kìa. Là máy. Thì chị bên kia họ đang có 100 triệu á. Bỏ vô 50. Còn hợp đồng bên kia chắc qua Tết thì thêm 200, chắc em bỏ 50 là khoảng 250. À. Là hai hợp đồng luôn hả? Làm gì cũng phải có áp lực ấy. Thì không phải như rứa thì tụi em mới làm chứ. Còn không ra áp lực rằng là tính hay rồi. Trời ơi trời. Để ra bao nhiêu kinh em biết. Ráng con à. Mũ. Mấy tuổi rồi? 18 rồi. Bữa hôm qua ông cầu nứt lớp 8 miệng á à, đừng gác nghe con kiếm đâm vô đó. Ai đang rửa mặt cho Hưng đó? Thuận ơi, dạ. Em làm cho Hưng luôn vậy. Chị làm à? Hưng chào chị à Hưng. Dạ. Thuận làm xương xương giùm chị mấy cái mụn cám cám sơ sơ đi rồi xí gì ấy lại.
cái đứa này mười mấy tụi nè, hôm nay nó mụn nhiều ghê. Ừ, ai mùa nắng vậy. Cơ địa, cơ địa nè. Cơ địa của nó. Có đứa không có mụn là có ăn cái chi, còn không có mụn à. Mà mấy đứa này mà ăn xương xương sơ sơ đồ xí là mụn nổi nhiều hơn nữa. Cơ bản là đã có mụn rồi. Mà ăn đồ nóng là nổi thêm. Mấy đứa này cơ địa. Cơ địa nóng. Đã nghe rồi. Lắm chị vừa nè, nhiều lắm. Chị nó vừa. Tội không? Ông cô bữa hôm qua bằng tuổi ông này mà già trời, già nói chuyện mà thấy nói thiệt. Bữa hôm qua ai quay cho chị? Lìa. Ông bằng ông này đây. Một cái miệng ông dễ sợ thì. Mà ông nói chuyện già kinh luôn á. Nói mà hơn người lớn, suy nghĩ còn hơn người lớn luôn á.